Chào mừng quý vị trở lại với kênh Phan Minh Vlog. Thưa quý vị và các bạn, thông tin liên quan đến vụ án bưu cục Cầu Voi. Nội dung hôm nay xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn một tín hiệu vui. Vụ án Hồ Duy Hải đã đến tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bác đã được nghe báo cáo chi tiết về vụ án và những sai phạm nghiêm trọng trong điều tra xét xử. Đã để ra vụ án hoang sai, không giải quyết dứt điểm được, để vụ án kéo dài gần 14 năm. Đó là do chủ mưu của nhóm người điều tra và xét xử, làm cho dư luận quần chúng lên tiếng bức xúc, phản ảnh ào ạt, xôn xao trên không gian mạng trong thời gian vừa qua. Bác đã chỉ đạo Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và giải quyết vụ án Hồ Duy Hải. Trong cuộc hội nghị trung ương, bác Trọng đã có nhấn mạnh một câu nói rất đầy ý nghĩa sâu sắc sau đây. Ai thế nào dân biết hết. Tôi vẫn nói trước hội nghị trung ương đừng có diễn. Dân người ta biết đã. Phải tôn trọng dân thật sự, lắng nghe dân thật sự, cầu thị và phải phản ánh được những ý chí nguyện vọng của dân, làm theo cái mong muốn của dân một cách thật lòng. Thưa quý vị và các bạn, phiên tòa giám đốc thẩm vừa qua làm chấn động dư luận. Thông tin truyền thông và cộng đồng mạng lên tiếng phản bác vụ án làm xôn xao dư luận. Thêm vào đấy, thấy việc sai trái bất bình, các đại biểu quốc hội cũng đưa lên nghị trường quốc hội để các cơ quan chức năng vào cuộc xem xét vụ án. Có dấu hiệu quan sai cần phải xem xét kỹ lưỡng và giải quyết ngay, nhưng tất cả những cố gắng đều bị một thế lực ngầm ngăn chặn, đã đi đến sự im lặng đáng ngại như ngày hôm nay. Cần phải có sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị vào cuộc mới giải quyết được vụ án này. Phiên tòa giám đốc thẩm vụ tử tù Hồ Duy Hải cần phải được điều tra lại để làm rõ những sai sót trong tố tụng. Phiên xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án liên quan đến Hồ Duy Hải có các tội giết người và cướp tài sản tiếp tục diễn ra, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sẽ phát biểu quan điểm. Sau đó hội đồng thẩm phán sẽ đánh giá các chứng cứ. Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhấn mạnh trong vụ án Hồ Duy Hải, các cơ quan tiến hành tố tụng đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng về thủ tục điều tra tố tụng. Kháng nghị, đề nghị quỹ bản án điều tra lại để làm rõ những vấn đề thủ tục điều tra tố tụng cần khắc phục sai sót để bảo đảm giải quyết vụ án đúng pháp luật. Còn đối tượng tình nghi không điều tra được làm rõ. Theo kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong vụ án Hồ Duy Hải, các cơ quan tiến hành tố tụng đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, bỏ sót những chứng cứ vụ án, không trưng cầu giám định vết máu, không đưa một số lời khai của Hồ Duy Hải và người làm chứng vào hồ sơ vụ án, dẫn đến sai lầm trong việc giải quyết vụ án. Từ đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xem xét hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm để xét xử bị cáo Hồ Duy Hải về các tội giết người và cướp tài sản để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật. Theo kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, không lấy lời khai của Phùng Phụng Hiếu là nhân chứng đầu tiên phát hiện ra vụ án. Ngoài các dấu vân tay tại hiện trường chưa xác định được của ai, thì còn có đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn My Son không được điều tra làm rõ. Khi thành viên hội đồng thẩm phán đặt câu hỏi về việc căn cứ vào Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định thêm được đối tượng tình nghi là Nghị và Son, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhấn mạnh căn cứ vào biên bản thẩm tra trước khi thi hành án. Tại phiên tòa làm việc, hội đồng chất vấn cơ quan điều tra về dấu vân tay tại hiện trường là của ai,
tài liệu nào cho biết đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Nghị và Nguyễn Mi Son trong hồ sơ có chỉ có lời khai của Nguyễn Mi Son với tư cách là nhân chứng, nhưng không có lời khai của Nguyễn Văn Nghị. Trả lời chất vấn, điều tra viên cho biết Nghị và Son có mối quan hệ với chị Hồng là những đối tượng tình nghi đầu tiên. Son khai một số tình tiết có giá trị, còn Nghị thì không có. Như vậy là Nghị được bỏ ra khỏi hồ sơ. Một điều vô lý phải không các bạn? Cũng theo điều tra viên, việc loại hai đối tượng này ra khỏi diện tình nghi do cả hai đều có bằng chứng ngoại phạm. Khi thời điểm xảy ra vụ án, Nguyễn Mi Son đang ở thành phố Hồ Chí Minh, còn Nghị thì đang ở nhà tại thành phố Tân An. Thưa quý vị và các bạn, câu trả lời này thật là quỷ biện, không đúng. Là trong theo hồ sơ thì chiều hôm đấy Nghị đã có mặt tại vụ án tại nghèo bưu cục Cầu Voi và có những bút lục đã ghi lấy lời khai của Nghị là Nghị đi uống cà phê với bạn bè, cho nên là có tình tiết ngoại phạm, do đó cơ quan điều tra đã thả Nghị ra. Còn câu trả lời ở đây là Nghị đang ở tại thành phố Tân An thì điều này quá sai trái về cơ quan điều tra đã trả lời. Còn cơ quan điều tra kiểm tra những người thường gọi điện đến bưu cục, nhất là thời điểm gần xảy ra vụ án, kết quả có 144 người được lấy dấu vân tay trưng cầu giám định. Liên quan vấn đề này, vì sao lời khai đầu tiên không nhận tội của Hồ Duy Hải không được lưu vào hồ sơ? Và điều tra viên trả lời là do lời khai ban đầu chỉ là sàng lọc nên không lưu vào trong hồ sơ. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đưa ra quan điểm điều tra lại để làm rõ sai sót trong vụ án như sau. Cụ thể, khi rà soát các cuộc gọi điện thoại thấy có Hải nên cơ quan điều tra mời Hải lên hỏi như những người khác. Tổng cộng có hơn 100 người đều được hỏi rất tỉ mỉ. Khi hỏi Hải về thời gian sử dụng trong ngày, Hải khai đi đám tang cùng một số người. Tuy nhiên, qua xác minh thì thấy Hải không đến đám tang, dẫn đến nghi vấn. Thưa quý vị các bạn, câu trả lời này càng sai dữ dội nữa thưa các bạn. Là Hồ Duy Hải khai có đi đến đám tang ông Tư Lan, tức là ông Hồ Chi. Thì thật sự ra thì cơ quan điều tra có đến xác minh là nhờ anh Nguyễn Văn Hải là công an viên của xã đến gọi anh Bé Tư đến làm việc. Và công an viên này có lấy lời khai của anh Bé Tư hỏi rằng Hồ Duy Hải có dự đám tang hơn không, và anh Bé Tư này có trả lời là có thấy, nhưng tất cả hồ sơ này đều bị ém nhẹm, không có đưa ra. Đó là những sai phạm nghiêm trọng của các điều tra viên. Và ngày hôm sau, ngày 21 tháng 3, 2008, cơ quan điều tra tiếp tục lấy lời khai của Hải. Qua đấu tranh, Hải khai nhận hành vi phạm tội. Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng việc không đưa lời khai ban đầu ngày 20 tháng 3 của Hải vào hồ sơ là sai, vì Hải không giống như những người đã được loại trừ. Trong kháng nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, quá trình điều tra đã không trưng cầu giám định vết máu, không thu giữ dao, thớt, ghế và những vật chứng quan trọng được coi là hung khí của vụ án. Hai người bị sát hại cùng lúc mà không thu được dấu vân tay nào của Hồ Duy Hải, người được cho là thủ phạm. Ngay cả khoảng thời gian mà Hải xuất hiện ở bưu cục Cầu Voi, hiện trường vụ án, khoảng thời gian chết của nạn nhân cũng chưa được xác định chắc chắn. Đại diện cơ quan điều tra tỉnh Long An nhiều lần thừa nhận sai sót trong vụ án. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao
phân tích hậu quả của việc không giám định được mẫu máu thu được tại hiện trường, chúng ta lưu ý rằng mẫu máu này không chỉ của nạn nhân mà có thể còn từ thương tích của hung thủ hoặc người tình nghi. Vì không giám định được kịp thời nên không kết luận được việc đó. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình kết luận, tại hiện trường có nhiều vết máu nhưng điều tra viên không thu giữ dấu máu, mẫu máu để làm giám định là sai. Như vậy là kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về nội dung này là đúng. Những bản hỏi cung bị sửa chữa thì thế nào? Chánh án cũng đề nghị điều tra viên giải thích về việc một số biên bản hỏi cung có sửa chữa nhưng không có chữ ký của người khai như kháng nghị đã nêu. Điều tra viên cho rằng chỉ sửa lỗi chính tả, không ảnh hưởng đến lời khai của bị can. Câu này thì thật là điều tra viên lại là bao biện cho lời khai của mình. Lời khai của mình thật là phi lý, phải không các bạn? Có những lời khai của Đinh Vũ Thường đã ghi thêm một đoạn, không phải là lời khai của Đinh Vũ Thường mà cố ý ghi vào để kết tội Hồ Duy Hải. Đây là những sai phạm nghiêm trọng nhưng điều tra viên lại lập lờ là bị sai lỗi chính tả, không ảnh hưởng đến lời khai của bị can. Thật là một điều vô lý nữa. Hội đồng yêu cầu chiếu những bút lục mà kháng nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã nêu xem sửa chữa như thế nào. Bản chiếu lên cho thấy đó là những sửa chữa nhỏ. Cũng theo kháng nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, một số biên bản nhận dạng không có những không có người chứng kiến như là bút lục 133, 134, 211, 213, vân vân. Cụ thể là ba biên bản nhận dạng về con dao gây án, nhận dạng về nữ trang của nạn nhân, nhận dạng về chiếc xe máy của Hồ Duy Hải đi đều không có người chứng kiến. Về nội dung này, hội đồng thẩm phán cũng yêu cầu điều tra viên làm rõ và yêu cầu trình chiếu những bút lục này để Hồ Duy Hải để hội đồng thẩm phán đánh giá. Chánh án Tòa án Nguyễn Hòa Bình nhận xét, dù là sửa chữa nhỏ nhưng cơ quan điều tra sai vì đây là biên bản tố tụng, sửa chữa phải có chữ ký của người khai, biên bản nhận dạng không có chữ ký của người chứng kiến cũng là sai sót. Cơ quan điều tra cũng thừa nhận có những thiếu sót trong tiến hành điều tra vụ án này, cần khắc phục sai sót để đảm bảo giải quyết vụ án đúng pháp luật. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng những sai sót nghiêm trọng trên cần được khắc phục để đảm bảo việc giải quyết vụ án khách quan đúng pháp luật. Nhưng một thành viên của hội đồng thẩm phán hỏi, Viện Kiểm sát cho rằng không thu giữ vật chứng, không rõ mẫu máu, nhóm máu là những vi phạm nghiêm trọng. Như vậy, giả sử hội đồng chấp nhận hủy án để điều tra lại, thì những nội dung này có khắc phục được hay không? Thưa quý vị và các bạn, câu hỏi này của hội đồng thẩm phán thật là không có tính khách quan, không có tính là theo luật là suy đoán vô tội. Thì được Viện Kiểm sát trả lời như sau, rất là đích đáng. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trả lời, trước hết chúng ta phải thống nhất với nhau rằng đây là những vụ vi phạm nghiêm trọng, còn hủy bản án điều tra lại được hay không là việc của cơ quan điều tra. Bởi vì thời gian từ năm 2008 đến nay, vật chứng, dấu vết đó có còn hay không, có làm được hay không, đó là việc của cơ quan điều tra. Nhiều thành viên của hội đồng giám đốc thẩm đưa ra quan điểm về việc có thể khắc phục được sai sót hay không. Thành viên của hội đồng đối đáp, theo hồ sơ, vật chứng đã bị tiêu hủy, mẫu máu không còn nữa,
thì dù điều tra lại, chúng ta biết rõ là không thể khắc phục được. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu quan điểm về khắc phục, chúng tôi khẳng định là có những cái đến bây giờ có thể khắc phục được, có những cái không khắc phục được. Tuy nhiên, đặt trong tổng thể của vụ án truy xét mà chúng ta lấy trục chính từ những lời khai nhận tội của Hồ Duy Hải và chứng minh tính xác thực của nó bằng những tài liệu, nhân chứng khác, chúng tôi thấy phải làm thêm một số việc nữa. Mà việc đấy vẫn có thể làm được dựa trên những vi phạm đã nêu trên. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhấn mạnh, chúng ta cần xác định thêm về mặt khoa học khoảng thời gian chết của nạn nhân để hỗ trợ thêm những chứng cứ bị mất. Đồng thời nhấn mạnh kháng nghị không khẳng định Hồ Duy Hải bị oan, kháng nghị đề nghị hủy án điều tra lại để làm rõ những vấn đề về thủ tục điều tra tố tụng. Thưa quý vị và các bạn, như vậy câu trả lời thứ nhất là Mison đang ở thành phố Hồ Chí Minh là đúng, nhưng trả lời Nghị đang ở tại thành phố Long An là không đúng, thưa quý vị. Thì ra khi thông tin không có Nguyễn Văn Nghị mà chỉ có Nguyễn Hữu Nghị trong vụ án này là nói về Nguyễn Văn Nghị, người yêu của Ánh Hồng. Lần đầu tiên cơ quan điều tra cho truyền thông biết là Nguyễn Văn Nghị có uống cà phê trong thời gian xảy ra vụ án. Trước thời gian xảy ra vụ án thì Nguyễn Văn Nghị có mặt tại bưu cục Cầu Voi và đi uống cà phê với ba bạn ở tiệm vàng Kim Long và có gây gỗ ở quán cà phê, được chủ quán xác nhận. Do vậy, Nguyễn Văn Nghị ngoại phạm là được thả. Trong phiên tòa này lại đưa ra là Nguyễn Hữu Nghị ra để chứng minh là Nghị đang ở nhà tại thành phố Tân An, Long An. Đây là một vấn đề tráo trở, gian dối của cơ quan điều tra. Còn câu trả lời thứ hai là những lời khai ban đầu của Hồ Duy Hải nói đi đám tang ông Tư Lan, nhưng xác minh Hồ Duy Hải không có đến đám tang, vậy sao không đưa ra bản xác minh? Thì thực tế thì theo lời nhân chứng là anh bé Tư hôm đấy cơ quan điều tra có xuống xã và nhờ anh Nguyễn Thanh Hải, công an viên xã, xuống mời anh lên xã có chút việc. Đến xã, anh bé Tư kể lại là có một anh mặc thường phục hỏi Hồ Duy Hải có đến đám tang không. Anh bé Tư xác nhận là có thấy, nhưng biên bản làm việc mang về và giấu mất, không bỏ vào hồ sơ vụ án. Rõ ràng cơ quan điều tra là dối trá, cố tình kết tội Hồ Duy Hải. Việc không giám định mẫu máu là không chỉ là mẫu máu này không chỉ là của nạn nhân mà còn có thể là của hung thủ. Còn việc sửa chữa hồ sơ và biên bản nhận dạng hung thủ và nhận dạng hung khí gây án như là nữ trang, nhận dạng nữ trang và nhận dạng xe máy không có người chứng kiến. Cả bốn điểm sai sót trên, ông Nguyễn Hòa Bình xác nhận là kiến nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân là đúng, cơ quan điều tra là sai. Nhưng điều kỳ lạ là khi kết luận phiên tòa được công bố, những sai sót không làm thay đổi bản chất của vụ án. Thật là một vụ án khó hiểu, là quá bức xúc. Một phiên tòa có kết luận không đúng theo pháp luật, trái với pháp luật. Hầu như là phiên tòa này đã ngồi xổm trên pháp luật, thưa quý vị và các bạn. Đó là chia sẻ của tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với kênh Phan Minh Vlog. Nếu quý vị và các bạn nào có ý kiến hay góp ý, mời quý vị comment phía bên dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn lại video sau. Xin chào.